Giới thiệu series tư vấn lái xe an toàn của PTI. Xe ô tô là phương tiện tránh nắng tránh mưa. Tuy nhiên, nếu xử lý sai cách khi trời mưa lớn, chiếc xe của bạn có thể bị nước ngập khuất phục, gây ra hiện tượng thủy kích cực kỳ nghiêm trọng. Trong clip này, PTI sẽ chia sẻ với bạn 8 bước lái xe qua vùng ngập an toàn nhé. Bước 1. Hãy giảm tốc độ hoặc dừng lại để xác định mực nước. Xe của bạn có gầm cao hay thấp, SUV hay sedan, hatchback? Nếu mực nước dưới 20cm hoặc thấp hơn cạnh dưới cửa xe, thì xe của bạn có thể đi qua vùng ngập an toàn. Nếu không chắc chắn, tuyệt đối không lái xe qua khu vực bị ngập. Bước 2. Bật đèn báo nguy hiểm hoặc đèn chiếu sáng để đánh giá độ sâu của nước. Giữ khoảng cách với xe chạy trước, không chạy song song. Bước 3. Nhấn AC để tắt điều hòa, giảm nguy cơ quạt hút gió hoạt động sẽ dễ dẫn nước vào sâu khoang động cơ. Điều hòa chạy cũng khiến xe của bạn yếu hơn khi lội nước. Mặt khác, hãy chuyển về số 1 với số sàn hoặc chuyển số tay về mức thấp với số tự động để xe khỏe hơn. Bước 4. Hãy mở cửa sổ để không khí có thể lưu thông. Bước 5. Đi vào vùng ngập nhớ giữ đều chân ga, không đi quá nhanh hay quá chậm để tránh nước tràn vào khoang động cơ từ phía trước và ống xả phía sau. Tuyệt đối không dừng lại giữa vùng ngập. Bước 6. Từ từ tăng ga khi thoát khỏi mực nước sâu. Xe ngược chiều có thể tạo sóng nước hắt lên nắp capo, khiến nước tràn vào họng hút và khoang động cơ, nên bạn hãy cố gắng tránh chúng nhé. Bước 7. Rời khỏi vùng ngập, hãy lái xe bình thường, không thúc ga hay phanh gấp để các bộ phận tiếp xúc với nước có thời gian để khô ráo. Bước 8. Nếu bị chết máy, hãy gọi 1900545475 để được PTI hỗ trợ. Đừng tự ý xử lý như đề nổ để tránh gây ra thiệt hại lớn hơn như thủy kích. Những tác hại của xe bị thủy kích. Thủy kích bị chủ xe lẫn người mua xe cũ ghẻ lạnh vì có thể xuất hiện lỗi vặt sau một thời gian mà chi phí sửa chữa lại khá chát, từ chục triệu đến cả trăm triệu đồng. Kể cả khi bạn định bán đi, thì giá trị thương mại của xe cũng giảm đi 30% so với xe thông thường. Do vậy, PTI hy vọng với 8 bước hướng dẫn phía trên, quý khách hàng sẽ lái xe an toàn, tránh được mọi rủi ro trên đường.